Nó nói là này nó chèo thuyền từ điểm A qua con sông Gọng. Ôi cái bài này giống cái bài mà mới giải mà Kiên ghen cái bài mới giải, nhưng mà cái góc nhìn nó khác thôi. Thằng này nó chèo thuyền từ điểm A đi qua bên bờ bên kia, hiểu không? Một con sông rộng 3 cây số, tức là từ A về C là 3 cây số. Rồi thằng này nó muốn tới cái điểm B trên bờ đối diện, hiểu không? Cách 8 cây số về phía hạ lưu, hạ lưu càng nhanh càng tốt. Đọc cái chữ càng nhanh càng tốt nha, cái chữ càng nhanh càng tốt, tức là cái gì ít nhất hả? Thời gian. Thời gian thì anh này có thể chèo tiền qua sông rồi đi bộ tới B, hoặc có thể chèo thẳng tới B. Ừ, chào em, không sao đâu em, heo được ăn thôi. Sao vậy, sao không qua hả? Rồi ngồi đi. Cái bài này giống giống cái bài đi bộ của tụi mình, tức là anh này ảnh thích như thế nào? Anh thích chèo xuồng đi tới C rồi anh đi bộ, hay là anh thích chèo tới một cái đoạn nào đó rồi anh đi bộ, hay là anh muốn chèo thẳng một mạch tới cái điểm B, và rốt cuộc anh chọn cái gì là nhanh nhất vậy thôi. Ok chưa? Rồi bây giờ nó nói là nếu vận tốc chèo thuyền là 6 cây số trên giờ và vận tốc chạy bộ là 8 cây số thì anh An phải chèo thuyền sang bờ ở điểm nào để đến B càng sớm càng tốt? Vận tốc chèo thuyền. Ê vậy theo theo quan điểm cái gọi là cái khả năng suy luận của thầy là ông này cũng chèo điểm C không chứ? Tự nhiên tưởng tượng vậy thôi. Bây giờ bể mà thầy biết giả định của thầy đúng hay không á thì mình phải giải thôi. Bây giờ giả định là ổng đi tới điểm D đi. Ổng đi đây từ đây tới đây. Ổng chèo xuồng từ đây tới đây, xong rồi ổng đi bộ từ đây tới đây. Hiểu không? Vậy bây giờ cái thời gian của mình á nó sẽ bằng cái đoạn AD chia lại cho mấy? Chèo xuồng là 6 cây số đúng không? Còn đi bộ là DB chia lại cho 8. Có ai theo kịp không? Rồi. Cái đoạn AD là biểu diễn theo x là nhiêu? Căn của 3 bình cộng x bình. Được không? Định lý Pythagore. Theo kịp mấy cậu? Tiếp cái đoạn DB là 8 trừ x. Đúng không? Ủa? Đúng rồi. Hợp lý rồi. Tại vì nguyên cái đoạn BC là 8 thì cái đoạn DC là x thì đoạn DB là 8 chữ x, hợp lý. Cái 8 ở trên, cái 8 ở dưới là 8 của vận tốc. Hiểu không? Rồi xếp số tìm x đi. Có x là mấy? Nếu x là 0 thì giả định của thầy đúng. Còn nếu x không phải là 0 thì giả định của thầy sai. Thế thôi. Bằng không không? Không bằng không phải không? Nghe không? Giả định của thầy sai rồi. X phải bằng 3,4. Thì T min. Bởi vậy nó các bạn nó đâu có thiết cái khùng như vậy, tự nhiên nó cho mình cái điểm C đúng không? Ủa vậy sao vậy thầy? Cái cảm tính của thầy. Nó trả lời cho Vi nó cái cảm tính của vậy, cái cảm tính của mình nó như vậy. Ủa thầy, sao chiều